Ủa, xe người kịp ơi. Trời ơi, má lên đây còn gặp mấy xe khách nữa. Ông nội đi chở khách đâu trên núi vậy anh trai? Thôi cái đường đã nhỏ rồi mà còn đi xe dài lên đây không. Quẹo ra. Ủa, thằng này nó cứng đầu thật sự các bạn. Chắc mình cho nó xuống vực thẳm quá. Bạn muốn xuống vực thẳm không? Mình cho bạn xuống thẳm chơi một xíu về. Đây, xuống. Đấy. Ui à. Ê, cái gì? Trời ơi, Đạt em ơi. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Huy Gamer đây. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETF2 và cũng như là quay trở lại với cái tựa game ETF2 Online nha các bạn. Và ngày hôm nay các bạn thì mình với anh Đạt sẽ cùng nhau trải nghiệm một cái con xe đến từ thương hiệu Hyundai, một cái con xe tải mà hồi trước giờ mình nhắc không lầm mình chỉ mới ý có quay một clip thôi các bạn. Và đây là clip thứ hai và mình sẽ chơi chung với anh Đạt, đó là con xe tải Hyundai nhưng mà phiên bản cẩu nha các bạn. Đấy, phiên bản cẩu và thùng lửng đó. Thì hiện tại là thằng Đạt ấy thì nó đang vận chuyển, các bạn thấy là nó đang vận chuyển mấy cái thanh sắt các bạn. Đấy, thanh sắt nè. Còn mình thì vận chuyển hai cái ống. Ống này như là cũng bằng ống kim loại, ống sắt gì luôn đi các bạn. Đó, thì hai anh em đang trong một cái map đường gọi là đường nguy hiểm các thứ, đường vách núi các kiểu. Thì ngày hôm nay thì mình với anh Đạt sẽ cùng nhau vận chuyển hai cái này lên trên núi nha các bạn. Đấy, và ngày hôm nay các bạn biết là một ngày khá là đặc biệt gì không? Đó là ngày 1 tháng 1 năm 2024 các bạn. Và mình không quên chúc tất cả các bạn một năm mới vui vẻ nhá. Đạt, chào mọi người, chúc mọi người cái Đạt. Chúc mọi người năm mới thật nhiều thành công và vui vẻ nha mọi người. Đấy, thành công và vui vẻ nữa mới chịu các bạn. Ok, thì các bạn thấy thì cái map đây, cho các bạn xem cái map nè. Đây, hiện tại mình với anh Đạt đang ở đây nha các bạn. Và các bạn thấy cái đường đi nè, nó quanh co lắc léo và còn lên núi các kiểu đó các bạn. Đó, để đi lên trên chỗ này để giao hàng lên trên cái công ty này. Cái công ty này hiện tại nó mới được xây dựng nữa các bạn. Nó chưa có xây dựng hoàn thành ấy. Nên mình với anh Đạt vận chuyển những cái vật tư, những cái vật liệu xây dựng như thế này lên trên trên núi đó để xây dựng trên đó cho các bạn. Và đường đi ngày hôm nay đi đường nó rất là nhỏ nha, không biết là đi có gian nan và cực khổ không, nhưng mà các bạn hãy hóng chờ trong clip này mình với anh Đạt sẽ cố gắng vận chuyển những cái hàng này lên trên đó cho các bạn. Thì với cái bản map này các bạn có thể là tải hoàn toàn miễn phí luôn, nên ông nào muốn tải có thể là truy cập lên trang web này nè, tải mod.com nha các bạn, vào đây nhá. Sau đó các bạn tìm đúng cái tên này cho mình, đây bản đồ nguy hiểm Peru nè các bạn. Cái bản đồ này mình chơi hồi xưa rất là nhiều rồi nhưng mà nó mới update lên 1.49 nên các bạn tải về chơi đi, đẹp lắm, cực kỳ xịn sò luôn. Còn riêng cái bản xe tải này các bạn nào muốn chơi thì truy cập lên trang web, đó là tải mod.com/shop. Thì tại đây sẽ có bán đầy đủ tất cả những cái bản mod mà mình trải nghiệm ngày hôm nay nha các bạn, và bao gồm là cả chiếc xe tải Hyundai Chago HD này luôn, cũng như là rất là nhiều map Việt Nam hay là xe khách này nọ đều có bán cho nó hết. Còn bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chiến tranh luôn. Để máy đi Đạt. Đi thôi. Bữa nay tôi với anh Đạt đi đường nguy hiểm nên không chở mấy anh ghệ theo các bạn. Mày ngủ ghệ mà đi anh Đạt. Không anh. Cho ghệ lên đó xong dục từ trên núi xuống luôn. Rồi ra ra. Đúng. Biết đường đi không vậy? Đi anh, em biết, em biết. Đạt dẫn đường đi các bạn. Các bạn thấy công ty xịn không? Có cổng, ga là mở barrier được các thứ. Nhanh trái nè. Con xe mà ngày hôm nay mình trải nghiệm cho các bạn xem là một con xe tải màu trắng và cái biển số đó là 65. Ở chứ kìa, sao 65B nhỉ? Con này ghi biển số sai các bạn ơi, nhưng mà đây là biển số xe của tôi 2029. Đúng nghĩa là 65C mới đúng. Tự nhiên cái 65B là cái gì? Rồi, đi. Con này đề ba chậm tới nhờ. Con là tại mình chở hàng nặng ta. Ý, con này đề ba hơi bị chậm luôn ấy. À, 12 số, tao để 12 số rồi. Đi. Đề ba nó hơi chậm tí, nhưng mà được cái nó mạnh nha. Nặng quá. Ờ, nặng thiệt đấy, chở mấy cái đồ vật liệu xây dựng này nặng thật sự. Này là đường lên núi đúng không? Đúng rồi anh. Này các bạn thấy là bây giờ đường nó vẫn còn còn to nha. Tí lên núi trên kia chắc đường còn chút xíu. À đây tới mẹ rồi nè. Lên luôn rồi nè. Mới nói biết, luôn anh Quý. Kiểu không biết trên này có xe chạy ngược chiều lắm nha. Này hai xe qua lọt không ta?
có chắc mình lọt xuống núi á. Ừ quá, có chắc mình dưng đạt bay mẹ xuống núi luôn á, xe mình còng kềnh mà còn dài nữa các bạn. Ừ. Đường là nó sẽ dốc lên thôi nha các bạn. Cái này mày chạy mà thắng lên cái tao mắt chớn không biết sao lên luôn đạt. Trời ơi, nó dồn số anh. Đừng nghe bò, nghe xe đã đề bài chậm rồi, còn chạy sau lưng đạt nữa các bạn. Tí mà mắt chớn cái chắc gớt mẹ xuống dưới núi bà đó luôn. Trời ơi, chớn. Quề nó méo có hàng gạo luôn em ơi. Cái này nó gớt xuống là tổng mì là chắc còn cái xác xe thôi đi. Cái cua. Mem nữa thì đi. À, cái gì vậy vậy? Phải cả nồi. Đường lộ không chạy, chạy lên núi chi em. Sợ quá anh, bên phải vực sợ quá. Ừ, nó sợ quá nó lại vô lệ leo núi luôn các bạn. Đường này các bạn thấy chắc ít xe đi các bạn. Bông hoa vậy nó nở từ lưa đường các bạn. Quy à. Thôi chừng đi. Rồi, gì đó rồi. Trời cái cua gắt thế nè. Gắn lên tới trên núi cho nó an toàn các bạn. Cái này mà gớt xuống một cái khỏi kéo lên nữa ấy. Mặc dù là xe cẩu nhưng mà cũng méo kéo nổi đâu. Ui. Rớt cái tháng được về 2 lần, tháng 7 về nguyên tháng. Rớt cái tháng về 2 lần 15 với 11 à. Đưa anh tháng 7 về nguyên. Ủa xe ngược chịu ơi. Trời ơi má, lên đây còn gặp xe khách nữa. Ông nội đi chở khách đâu trên núi vậy anh trai? Thôi cái đường đã nhỏ vậy mà còn đi xe dài lên đây không. Như là tính ra trên này có xe nha, tưởng đâu là chỉ ghi mình ta các bạn lên đây kiểu có mình nên mình nhất đạt. Ai hồi trên này có xe nữa. Tí kiểu gặp xe đầu kéo biết sao luôn mà. Đi gặp chắc mình ủi nó đi anh, mình hai người mà mình ủi. À mày ủi nó. Ủi đi, có gì nói yên tâm. Có gì thằng cẩu cái đầu, thằng cẩu cái đít lên. Đâu đâu. Vẫn vui vui, vẫn à, vui. Quý quý, mình có cẩu mình quý. Mình gặp đấy. Mình không có lòng mình lấy cẩu, mình cẩu nó đi. Mình nói đừng có sợ. Ê, có gì hai chiếc xe cẩu, chiếc cẩu đít, chiếc cẩu đầu. Đâu 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 đâu. Xe mình hình như là có độ cái còi hơi nè các bạn. Đây. Kìa. Bài gì đấy nhờ? Ờ. Mẹ biết bài gì luôn các bạn. Ok, cái gì vậy? Trời ơi, em tưởng anh lọt núi rồi, em đang dừng lại em cậu anh lên. Ờ ừ, vậy cả nồi, chưa gì hết mà nó nói mình lọt núi vậy các bạn. Tin được luôn. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nha các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Ui, cái đường nhiều cua thật sự luôn các bạn. Kiểu cái đường các bạn nó xây dựng theo cái vách núi ấy. Nên là cái núi nó quẹo ấy, thì nó làm cái đường quẹo. Cái núi nó thẳng ấy, thì nó làm cái đường thẳng. Núi đi đường này xong về lên cơ tay luôn Núi. Đúng rồi, quẹo hò về lên chuột luôn. Bẻ lái kiểu không ngừng luôn các bạn. Chạy hồi có khi nào nó lái nhiều quá nó sức mẹ cái vô lăng ra luôn không chậu. Nó đang đánh vào cua trước mặt cái bay cái vô lăng ra luôn. Ôm cua gắt quá sức mẹ cái vô lăng ra cái là thôi rồi lượm bơi luôn các bạn. Đoạn này dốc nó đỡ đỡ các bạn, mà nó nhiều cua thôi. Chứ mà dốc mà cộng thêm combo cua nữa là hơi gian nan vào vất vả đấy. Quay bên phải anh Quý, vực kìa. Không. Ê. Thì bên dành nó đã sợ độ cao rồi, còn dành xuống vực nữa. Chạy hồi nó bay chứ, khỏi lên được cái cua tay áo vậy nhờ. Rồi, cái cua phía trước cực kỳ gắt kìa. Ôm cua. À, cua này bình thường. Trời ơi, tưởng có vực sâu chứ.
kiểu cua gắt nhưng mà nó không có vực sâu các bạn. Con này là nó hơi nông. Đúng 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 đúng. Ồ có xe lên kìa quý. Đâu? Có xe đi. Quay chậm sau lưng mình dốc quá trời các bạn. Vừa nãy giờ chạy không thấy xe ngược chiều nhưng mà sau lưng nhiều quá. Ôi, trời, xém bay mẹ xuống núi rồi. Ôi, có xe máy đi nữa kìa các bạn. Lên thôi. Dọc luôn. Ủa, mấy cái cây mà nó đưa ra con này. Cái gì? Ở kìa. Anh ơi, em ném lọt lưới. Trời ơi. Thôi là mình thắng kịp các bạn, không thì mình hung đích đó con cá cho nó cắm đầu mẹ xuống núi rồi đấy. Không sao anh, mình dùng cậu, mình cậu đích em lên. Cái cậu rồi nè các bạn. Các bạn có thể để không? Ở trên này nó sẽ có cái ghế để ngồi điều khiển cái nào. Đấy, chỗ này là các bạn thấy không? Đó, tức là cái người mà người ta lái xe cẩu ấy, người ta sẽ ngồi ngay cái chỗ cái ghế đó và người ta sẽ điều khiển mấy cái cần đó để điều khiển cái cẩu ở trên. Đưa lên, đưa xuống, đưa ra, đưa vô, rồi thả dây lên, thả dây xuống, các thứ ấy. Nhìn tế quá chừng, và đặc biệt là hai bên đấy các bạn, nó có thêm những cái chân ấy các bạn, cái chân để khóa dưới mặt đất ấy. Tổng cộng nó sẽ có 4 cái chân nữa nè, chỗ 4 cái cây cam cam đấy các bạn. Khi nào mà kiểu xe mình bắt đầu cẩu thì mình sẽ chống 4 cái chân chống nó xuống rồi để cho nó bám đất. Đó là cẩu rồi. Ngoài lý ốc kìa quý. Đâu em? Nhưng ngoài lý ốc vậy á. Bên phải kìa quý. Trong mặt quá em ơi. Cái này mình với Đạt bay xuống rồi chắc lụm dưới. Ừ, xa xa như thành phố mình lên lúc nãy á các bạn. Nãy giờ cái này kiểu... tính ra tao mày đi nãy giờ là lên cao lắm rồi đấy. Đúng rồi anh. Giờ mà rớt lọt cái là đi không có ngày về luôn á. Hồi nãy dưới kia kiểu 1 tháng còn về 2 ngày á bạn. Còn mà trên này bị rớt xuống là khỏi về luôn. Anh Quý biết sao khỏi về không anh Quý? Sao vậy? Trên này lọt ai cứu nổi. Kiểu là mình gớt là mắc xác luôn các bạn chứ không cứu gì nổi nữa. Này chắc cũng ôi, kiểu mấy cái số ấy. Cao thật sự. Bên này cái đoạn này nó còn không có gào chắn gì các thứ các bạn, mà đường nó cũng nhỏ hẹp nữa. Con này dốc cao nhờ, con này dốc cao và nó gắt luôn các bạn. Bò lên kia muốn không nổi luôn. Đã vận chuyển hàng nặng rồi. Không nổi núi ơi. Được em ơi, lên đi em ơi, đừng sợ em ơi. Nhiều cua quá. Thôi chờ anh Quý ơi. Tình thụ đó được. Nguyên cái cua phía trước nữa kìa. Là như cái cua ôm cạnh cái núi ấy, ôm cạnh vách núi luôn ấy. Được anh ơi. Lọt. Lọt. Cái cua này nó gắt hơn cái cua nãy đó các bạn, để lấy gọng một tí. Đó. Cái cua này gắt hơn nãy luôn ấy. Đó, ông nào xỉn gụ hoặc là tối đi cũng không thấy đường rồi đó, chạy thẳng bay phát xuống dưới vực thẳm luôn cũng được. Không ấy mình chơi bịt mắt lái xe đường này đi quý. Ừ. Còn cây ở đây đi. Phía xa mình nhóc hết trơn luôn các bạn ơi. Cái bọn phía xa mình đông lắm. Kiểu bữa nay lên núi chơi gì đông vui dữ vậy. Đầu năm đầu tháng anh ta lên đầu năm ta... đi du lịch giống mình này. Ờ vừa nó có xe kìa anh. Đây rồi, hai xe luôn. Từ từ đợi anh trai ơi, ở đó đi. Rồi. Để coi nó lên được với mấy xe kia ta. Ủa nó lên ngon kìa. Mượt. Uầy, xe khách ôm cua đúng mượt luôn các bạn. Kiểu tài xế thường xuyên chạy khu vực này hay sao ấy. Ơ, lấy hết vực thẳm rồi.
đúng rồi, thế là ai thấy vô đường ngon thằng này vượt mình liền các bạn, nó vượt tao kìa. Đặt ơi, thằng này nè. Đâu anh? Em nó lọt núi à? Mày cậu nó dục xuống núi này. Anh cậu đích em cậu đầu. Đúng rồi, bây giờ kìa, nó tính vượt đạt các bạn, nó tính vượt đạt à. Nghĩ sao đường nhỏ xíu vậy, xe bự xe to vậy mà nó kiếm đường nó vượt cũng được. Không có được anh trai ơi, tắp vô đi. Quẹo ra. Ủa thằng này nó cứng đầu thật sự các bạn, chắc mình cho nó xuống vực thẳm quá. Bạn muốn xuống vực thẳm không? Mình cho bạn xuống thẳm chơi một xíu về. Đây, xuống. Đấy. Này thì vượt các bạn, tôi cho mình xuống đó mình nằm đó để mày gọi là tĩnh tâm suy nghĩ lại cuộc đời chứ. Đi chạy lẹ các bạn ơi, để tôi vượt mình. Tí mình với Đạt lên núi các bạn, xong rồi sau một tí chạy ngược xuống núi lại các bạn. Nếu mà nó cầm ở đó thì nó, nếu mà nó còn ở đó thì mình với Đạt sẽ quay lại cẩu nó lên lại. Núi, tí bỏ hàng xong nghe đơn có xe bị tai nạn cần cứu hộ. Xe tải xong rồi thành xe cứu hộ luôn các bạn. À, đầu năm đầu tháng làm được thêm mấy cái nữa anh. Đúng rồi, cày thêm chứ. Các bạn thấy là xe tải nhưng mà muốn làm xe cứu hộ cũng được luôn. Xong rồi lại gặp thằng đó, nó nói ủa xe này quen quen thế nha. Mình bảo là giống người thôi, người giống người thôi. Người giống người, xe giống xe thôi, chắc không quen đâu. Nhưng mà nghe đồn là vượt xe xong bị ép lọt núi đúng không? Nhìn là giống lắm nè. Chạy ẩu nè, chạy láo nè. Chắc bị ai hung đích lọt núi hay sao? Quay bên phải vực sao mắm luôn. Ui, mèo dám nhìn các bạn ơi. Lên em ơi, mặt trớn em ơi. Lên luôn em ơi. Cua nè anh. Rồi tính ra kiểu mình đang chạy gì mà có thằng nào mà kiểu nó ngồi ở trên cái ghế chỗ cần cẩu đó các bạn, cho mát phải nồi nha, gió thổi mát người. Đúng rồi. Thôi mém nữa thì đi rồi, không dám chạy nhanh nữa các bạn. Bình thường mình với Đạt kiểu đam mê tốc độ lắm, tốc độ bằng thờ đó các bạn. Lên đây quýu vãi núi. Có mấy cái cây nó có trái anh Quý, mình leo lên ghế mình hái. Đúng rồi đó các bạn, xe mình nhiều tính năng lắm đấy. Bây giờ chạy ngang cái nhà ông nào bà nào mà kiểu có trái cây cao cao rồi đấy, bình thường phải dùng nạn thúc bắn các bạn, nhưng mà xe mình là xe chuyên dụng hái trái cây. Không, mình mở thêm quán cà phê nên Quý ngồi chiêu chiêu. Xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Ui, tính ra lúc đầu mình nhìn nó gần gần nhưng mà không có gần, mà đi nãy giờ cả buổi trời luôn ấy. Ôi, cao vậy. Ừ, cao vậy nồi luôn á. Ui, giờ này mình méo thấy cái thành phố của mình hồi nãy xuất phát luôn rồi các bạn ơi. Xung quanh toàn là núi không à. Mình lái trong cho các bạn xem. Ở trong này nhìn nó dễ lái quá. Kiểu lái ngoài các bạn nhìn mới thấy được sự hùng vĩ, sự nguy hiểm của nó. Còn lái trong cabin này đơn giản, canh lệ phát lọt ngay. Ai phía trước có thằng xe ben kìa. Chắc nó vận chuyển vật liệu xây dựng lên. Xây dựng cho nó chung với tao với mày rồi đấy. Ừ, lại bạn, bạn lên. Quý à, quý à. Ê, cái gì? Trời ơi Đạt em ơi. Phải cả nồi thằng em tui các bạn. Trời ơi. Kịp anh ơi. Ai nồi mày xức cái vô lăng cái gì mày, ôm cô xức cái vô lăng cái gì vậy? Đúng rồi anh, lạng nhiều quá, vô lăng bay ra luôn. Mà chú cảnh sát ơi, xuống điều tra cái vụ này coi thằng em con nó chạy xe sao, nó sức mẹ cái vô lăng ra kìa.
Hãng nào bán xe cho bắt mẹ cho nó đi. Rồi mày lên được không? Không anh ơi, anh Huy. Ba đứa đi xe máy nó cười em kìa anh Huy. Trời ơi, nó xuống tóc ký cái đầu mày quá. Ba con nhỏ này đó, người ta gặp tai nạn mà còn cười đó mày. Cười không? Chút cái xác. Ba này không nên nó bảo hiểm mày chút cái xác. Xuống bắt nó giùm con ở trong tàu. Trời ơi, đằng sau nhóc quá trời luôn em ơi. Ba chiếc xe cảnh sát luôn. Hồi lẹ đi em ơi, má tí rồi á, cảnh sát bắt tao mày trước đi. Đúng ra đường này có chuyện cầm mẹ mày đi. Mày đâu mày? Đây anh. À qua đi. Em quên là anh với em trước giờ toàn chở hàng lậu mà. Đúng rồi các bạn. Đường này kiểu đường cấm tải. Mà đam mê lắm. Trốn lên luôn. Quý, anh em mình khó khăn nên mình toàn chở hàng lậu kiếm tiền. Nhưng sắp tới rồi nè. Đường bằng bằng rồi. Đường ngon rồi nè. Các bạn thấy là mặc dù cái đường này nó nhỏ nha, mà được cái nó làm đường nhựa thịnh xò thật sự. Bình thường cái đường này là đường mòn thôi, đường đất thôi. Lên à, tới rồi nè. Mày kiếm cái công ty nào mà nó còn xây dựng dang dở để mày quẹo vô. Hình như nghe đồn nó còn chưa lắp sàn gì các thứ nữa đấy. Đây là anh em chở sắt cho nó đang sàn nè. Đang đổ xi măng các bạn. Mình vận chuyển hai cái ống này chắc làm ống cống quá trời. Thẳng luôn. Quẹo à? Thẳng luôn. Em tự đi quẹo chứ. Đây nè, nó trước mặt đây. Đây kế bên có cái ga nè các bạn thấy chưa? Hình như là công ty kế bên. À đấy đúng mẹ nó rồi. Rồi, trên này nó còn làm cái cua nữa mới ghê chứ. Ây da. Trời ơi, tới nơi cũng khùng nha. Công ty phía trước đấy, bên trái đấy. Có con áo vải không? Kêu nó mở cửa. Ê nhóc mà cửa lột chút mà cửa thôi chứ. Tí ông hỏi cho mày vô luôn á. Rồi, đầu bên phải, bên phải chấm kìa, bên phải để mấy cái vật liệu xây dựng bên phải nữa kìa. Bảo vệ sướng như trời. Đứng ở đây ngắm cảnh rồi nữa. Đậu này các bạn, chỗ này nó các bạn thấy là nó chưa lót sàn các thứ nữa nè. Chưa làm xăng gì hết. Đây, bên này các bạn thấy là nó có cái mấy cái vật liệu người ta mua về là chuẩn bị nè. Rồi đậu đây luôn nè. Đậu vô đây nè. Ok. Cúng hàng thôi. Mày tí cái mình cẩu hàng xuống dưới cho người ta nó đấy các bạn. Khổ lắm. Vừa lái xe mà còn vừa phải lái cẩu nữa. Các bạn có để ý không? Lùi xe có nhặt lùi các bạn. Đây là cái mod mà âm thanh xe tải các bạn. Âm thanh xe tải. Quý. Sao em? Em có cách cẩu nhanh anh Quý. Ơ kìa. Mình mở cái bẩn sau thôi mà mình đập ga mình giật một phát lên xuống. Xong rồi tầm lum ở trên đi. Tao bắt mình khiêng lại dưới ngồi chỉnh lại nó thấy bà nội luôn các bạn ơi. Rồi ok, ngon lành các bạn. Như vậy là sau một cái chuyến hành trình mình với thằng Đạt đi từ Tiết ở dưới cái chân núi các bạn. Đây, Tiết dưới này thì cũng đã lên được trên này rồi. Và các bạn thấy cái map mình nó cũng đang còn cái phần bên trái này nữa nè. Họ đi chắc cũng được khám phá được cái map này cũng còn được khoảng 2-3 tập nữa đấy. Nếu nên là bạn nào muốn mình với anh Đạt trải nghiệm tiếp tục cái bản đồ này, hoặc là muốn trải nghiệm tiếp tục xe nào nữa để cho nó gây khó khăn cho mình với anh Đạt nữa, thì nhớ comment phía dưới mình biết. Thì video này nếu các bạn thấy hay thì để lại cho mình xin một like, như là đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nhé. Còn bạn nào muốn trải nghiệm mấy cái xe, những cái mod này thì nhớ truy cập lên những cái trang web mà mình để ở đầu clip đấy các bạn. Mình quay lên đầu clip mà xem đi, mình không để lại nữa đâu. Ok các bạn luôn. Thôi, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Bye bye Đạt ơi. Bye bye mọi người. Bye bye.